Về Speckgrin thì là một trong những giải thưởng mà mình gần như là đầu tiên mình nhận được từ khi là sinh viên năm thứ 3. Cũng tạo động lực cho mình rất lớn trong những năm học về sau. Các cuộc thi thì nó luôn có những cái sự cạnh tranh và cái kiến trúc thì nó là cái sáng tạo. Bọn mình khi tham gia các cuộc thi mình cũng định hướng là đưa những cái gì nó khác, nó đặc biệt cái của mình. Cái thứ hai là những cái công trình cộng đồng thì nó mang ý nghĩa xã hội rất nhiều. Rất là may mắn khi mà cái dự án Hoa Rừng thì trong năm 2016 thì đã đạt được 2 giải. Đây là một cái món quà rất là lớn và có ý nghĩa đối với chúng tôi là kiến trúc sư thiết kế nói riêng, đối với các thầy cô, các cộng đồng ở bản Lũng Luông nói chung. Đấy, thì là mọi người đều là cảm thấy rất là phấn khởi. Chúng tôi trích một cái phần tiền của cái phần thưởng cho vào một cái quỹ tiếp tục hoạt động xây dựng những cái công trình khác cho cộng đồng. Để cái kiến trúc cộng đồng thì có thể ví như là làm dâu trăm họ, để hợp với người này thì có thể không hợp với người khác, nên bọn mình cũng phải tìm hiểu rất nhiều đến cái sinh hoạt, những cái tập quán, những cái đời sống của họ như nào. Để mà có một cái công trình xanh thì nó cũng rất là khó khăn. Khi mà mình làm việc với cái cộng đồng vùng sâu vùng xa, họ không có tiền để mà họ có thể là có những cái công nghệ, vật liệu hay là những cái sản phẩm tiên tiến, thì chúng tôi cố gắng là cải tiến lại những cái vật liệu địa phương, những vật liệu sẵn có, gỗ, lá, đá, tre, cải tiến nó, xong phát triển nó để phục vụ cho cộng đồng. Kiến trúc thì nó xuất phát từ cái mình đam mê từ hồi nhỏ ấy. Mình thích làm những cái việc gì đấy nó không giống thông thường lắm. Mình thích làm cái gì nó sáng tạo, hồi nhỏ có thể là tranh, có thể là nặn tượng, điêu khắc. Bắt đầu tham gia cái dự án làng đất ấy. Sau khi chúng tôi đi khảo sát nghiên cứu hiện trạng thì chúng tôi thấy rằng là cái vùng đất đấy nó quá đẹp, cái văn hóa bản sắc dân tộc đấy nó quá là lớn. Đấy thì là cái dự án đấy lại mang lại chúng tôi những cảm xúc rất là lớn, và không muốn là mình phải làm những cái gì đấy để giúp người dân họ làm du lịch tốt hơn. Cái khó khăn nhất có thể chính là cái mà chúng tôi muốn tạo ra một cái mái vát và vinh, tức là vừa vát và vừa vênh cao, nó thể hiện nó chính là cái cánh chim én vút cao. Trong quá trình làm việc thì tôi cũng muốn lựa chọn cái vật liệu lợp mái chính là cái viên ngói không nung, được ép bằng cái nhân công địa phương. Có 3 nhân công địa phương đến tại chân công trình ép viên ngói đấy, nhưng tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được hết cái độ đồng đều của viên ngói đấy, và sau khi lợp ngói lên thì có hiện tượng là một số chỗ vát được. Đấy, chúng tôi cũng nhận ra rất nhiều bài học. Khi mà làm low tech rồi thì chúng ta có những cái mà mình không kiểm soát được thì sẽ phải trả giá. Và lúc đấy chúng tôi trả giá bằng cách là chúng tôi lại phải bỏ cái tiền túi chúng tôi ra và cùng chung với người dân để sửa một cái mái với cái viên ngói cho nó tốt hơn và nó vẫn đảm bảo yếu tố là kiểm định.
Nói về nhà cộng đồng xã Cẩm Thanh thì đấy là cái dự án cộng đồng đầu tiên mà mình tham gia sau khi mình ra trường. Vẫn là theo cái triết lý của văn phòng mình thôi, vẫn là các công trình cộng đồng tận dụng tối đa cái văn hóa của địa phương từng vùng miền. Về công trình nhà cộng đồng xã Cẩm Thanh thì bọn mình lấy cái cảm hứng từ cả Sơn Tong, nhà phố cổ Hội An. Là cái Hội An là một cái vùng ven biển, khí hậu có nhiễm mặn, thì bọn mình cũng có một cái thời gian dài tìm hiểu sâu với vật liệu địa phương, làm thế nào mà giảm tối đa cái tác động của cái muối mặn. Kiến trúc xanh thì là một cái xu thế và cả thế giới đang hướng tới. Với mình, kiến trúc xanh thì là mình yếu tố con người nó quan trọng, nên là làm sao con người trong cuộc sống sau cái không gian kiến trúc đó để thoải mái và nó sử dụng hiệu quả cái năng lượng. Chúng tôi cũng không ngoài nằm ngoài cái vấn đề chung đấy, mà chúng tôi cũng muốn làm các kiến trúc xanh để đóng góp một phần rất nhỏ bé và các cái dự án là tiết kiệm năng lượng, các cái dự án là làm ra các cái năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, ít cái tiêu hao cái năng lượng hóa thạch. Với cá nhân tôi thì quan điểm là kiến trúc xanh thì vẫn phải bám theo ba cái nội dung chính. Đầu tiên là xanh về mặt văn hóa, thứ hai là xanh về mặt kinh tế và thứ ba là xanh về mặt năng lượng môi trường. Nhưng tuy nhiên ba cái xanh đấy phối hợp với nhau vẫn phải đảm bảo là xây dựng một công trình cho chính những người người ta sử dụng. Cái kiến trúc xanh của con người ấy, nó có một mối quan hệ nó qua lại, nhất là con người là đối tượng chính để thụ hưởng từ kiến trúc xanh, và con người cũng chính là người xây dựng nên cái kiến trúc xanh đó. Thì mình muốn chia sẻ với cả các bạn sinh viên kiến trúc trong cái quá trình học hoặc là mới hành nghề, thì các bạn nên cố gắng trải nghiệm nhiều hơn về việc xây dựng, về việc tham gia những cái các hoạt động xây dựng cộng đồng, trải nghiệm về những cái vật liệu tự nhiên, vật liệu thân thiện với môi trường. Đấy, thì khi mà các bạn có những cái trải nghiệm như thế thì sau khi mà hành nghề thì các bạn sẽ rất là vững.